Rồi, chào em. Rồi, chào em tên là gì nhỉ? Em tên là Hoàng. Hoàng sinh năm bao nhiêu? Tháng 4. Em đến từ Thái Nguyên này. Em ở huyện nào Thái Nguyên? Đại Từ. Đại Từ Thái Nguyên này. Rồi. Hoàng có mấy anh em? Em có hai anh. Em là con thứ con cả. Em học đại học à? Rồi. Em học đại học rồi. Em học trường nào? Học kinh tế. Em học đại học kinh tế đại học kinh tế quốc dân. Chứ không phải đại học kinh tế Thái Nguyên đúng không? Lần sau mình nhớ giới thiệu rõ nhé. Đại học kinh tế bây giờ nó có nhiều là kinh tế quốc dân đây này, hay là kinh tế Thái Nguyên đúng không? Tại sao em lại muốn ý định đi Nhật? Tại vì thực ra là em đầu em định đi diện diện kỹ sư, nhưng mà từ nhỏ em giống như là định kỹ sư thì em chỉ đã bị viêm gan B, nên là đi kỹ sư hơi khó, nên đang đang tìm hiểu cái chương trình du học của Pháp với mình. Vấn đề nữa là em học chuyên ngành nghề gì? Em học chuyên ngành kế toán. Chuyên ngành kế toán này. Chuyên ngành kế toán thì người ta không tuyển kỹ sư, được nhỉ? Và như thế thì mình có đủ điều kiện kinh doanh nữa thì mình không tham gia được cái chương trình này. Thì rõ ràng là tôi hôm nay tôi sẽ tư vấn cho em chương trình học bổng báo và chuyển đổi ra nhỉ, đúng nhỉ? Và chương trình này thì tôi giới thiệu với lại em cũng như các bạn đang xem ấy, về cái chương trình này là chương trình này tôi đã vận hành từ năm 2015 và những bạn đi về chương trình này thì nói chung là đều ổn. Và các em cũng biết là đi nước ngoài quan trọng hơn là ngôn ngữ đấy, có ngoại ngữ thì chúng ta sẽ làm được tất cả mọi việc, còn nếu không có ngoại ngữ thì sẽ không làm được gì, được chưa? Và chính vì thế cho nên là ở Nhật ấy, thì cứ một người đi xin việc thì có 1,63 trong năm việc, tức là cái thiếu hụt lao động ở bên đó quá nhiều, đúng không nhỉ? Và nếu như mà để một công ty Nhật mà sang tuyển gọi là thôi em gọi là nhân viên đi mà sang Nhật làm việc ấy, thì người ta không thể nào người ta sang Nhật tuyển được. Bởi vì tại sao? Đó là cái trình độ ngôn ngữ của mình nó không có, và sang đấy làm nhân viên thì rõ ràng là đã là nhân viên thì phải giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật, mà chúng ta không đủ điều kiện thì người ta không thể nào tuyển được. Đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là chính phủ Nhật Bản người ta không cho tuyển đối tượng này đấy, cho nên là tại sao mình đi kỹ sư là không được, được chưa nhỉ? Và như thế thì em một là đi theo dạng visa nhân viên, hai là tôi sẽ tư vấn em về chương trình học bổng báo chuyển đổi visa ngành này để em về bàn gia đình để có thể đưa ra quyết định, đúng nhỉ? Học bổng báo và chuyển đổi visa. Chương trình này của tôi chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là em sẽ học tiếng Nhật. Học tiếng Nhật cũng tại Qua Đại học Công nghiệp Hà Nội đấy. Thời gian dự kiến là tháng 4 của 2020 xuất cảnh đấy, dự kiến là như thế, đúng không? Mục tiêu 1 là phải có N5, còn nếu không phải là N4, đúng nhỉ? 2 là phải đỗ được COE. Đấy. COE này tức là tư cách lưu trú của Nhật. Và tôi cũng chia sẻ thật với bạn này, bắt kỳ tháng 10 năm nay COE là một vấn đề, bởi vì là Nhật Bản năm nay 2020 sẽ tổ chức Thế vận hội và cái cục nhập cảnh của Nhật người ta đang thắt chặt vấn đề nhập cảnh của Nhật, và tỷ lệ trượt COE kỳ tháng 10 của năm 2020 rất nhiều, đúng không? Bởi vì 4.0 rồi, tôi cũng nói với các bạn sự thật là như thế, không giấu được vấn đề đấy, để bạn phải bàn với gia đình để đưa ra quyết định và biết được cái cơ hội của mình để mình đưa ra quyết định cho nó chuẩn. Còn nếu không ấy, nếu như mà mình đang tắt ấy là tỷ lệ nó khó như này thì mình nên tham gia hay không, đúng không? Rồi nếu mình quyết định mà không tham gia thì sau này mình sẽ mất cơ hội của mình. Còn nếu mà tôi không nói thì sau này mà tỷ lệ trượt rơi với em ấy thì em lại trách tôi. Được chưa? Cho nên là thông tin chúng ta rất phải rõ ràng này, để chúng ta là người đưa ra quyết định chứ không phải là tôi, hay không phải là do người khác mà có thể tác động vào để cho em, giúp em đưa ra quyết định được. Được chưa? Và tôi nói em COE hôm nay là khó. Được chưa nhỉ? Để em xác định như thế, nếu em đến với tôi từ năm 2016 trở về trước thì tôi cam kết với em là em sẽ đi 100%. Nhưng bắt đầu từ năm 2016 trở đi thì tỷ lệ COE là có vấn đề.
tỷ lệ nó không phải 100% nữa, và nó chỉ rơi vào tầm khoảng 80-80% trở lên, được chưa? Còn tôi nói bạn là không có khi nào 100% bắt đầu từ năm 2016 đến nay. Là cái điều đấy là điều mà tôi cũng phải nói với bạn như thế để cho bạn hiểu để sao bạn sau này mà có đưa ra quyết định thì nó không bị vấp cái gì cả, đúng không nhỉ? Và đặc biệt là kỳ tháng 10 này thì tỷ lệ COE nó cũng người thấp. Thường thì nếu mà COE đấy thì nếu mà trường là vì lý do gì? Tức là trường thì nó có nhiều lý do lắm. Có những lý do có thể giải trình được nhưng có những lý do không giải trình được. Ví dụ như là trượt mà vì cái Nhật Bản người ta gọi điện về đến nơi mà xác nhận thu nhập công việc của em, người ta nói không có chẳng hạn, thì cái lý do đấy không giải trình được. Trượt vì lý do là người ta gọi điện về cho bố mẹ em, hỏi về thu nhập của bố mẹ em, hỏi về công việc của bố mẹ em mà không nói được thì không giải trình được, được chưa nhỉ? Còn trượt vì thiếu giấy tờ thì chúng ta có thể bổ sung được, trượt vì sai giấy tờ chúng ta có thể bổ sung được, được nhỉ? Đấy đấy này, chúng ta phải sang phẳng với nhau để xác định nhau cho rõ, được nhỉ? Và như thế để sau này em đưa ra quyết định. Còn tất nhiên là khi em trượt thì tôi nói luôn với em là riêng ở đâu thì tôi không biết, còn riêng ở đơn vị của tôi thì tôi nói bạn là nếu như không phải lỗi của bạn thì bạn sẽ nhận lại toàn bộ tiền, chỉ trừ mỗi tiền gì đó là tiền bảo ấp, tiền ăn trong quá trình học và tiền giáo trình đồng phục với nhau. Còn lại là bạn sẽ nhận lại từ tiền đào tạo cho đến tất cả các khoản tiền khác, nhưng bạn nên nhớ là không phải lỗi của bạn nhá, bởi vì sau này bạn sẽ ký hợp đồng và chúng ta sẽ phải thực hiện theo hợp đồng này. Được chưa? Chứ còn không phải là chúng tôi mà vẽ ra cho bạn được đâu. Không như các đơn vị khác này, phải thu tiền đào tạo và các bạn, chúng tôi không thu, đúng không? Chúng tôi sẽ hỗ trợ lại cho, cùng chia sẻ với bạn khi rủi ro xảy ra. Nhưng mà chúng ta phải xác định rõ là nếu phải lỗi của bạn nhé. Còn nếu mà lỗi của bạn thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, được chưa? Bởi vì hợp đồng rất rõ ràng. Thế thì giai đoạn 2 là sẽ học kinh nghiệm. Tại Nhật thời gian của em học này sẽ từ 15 đến 24 tháng, nó tùy vào từng trường, nó tùy vào từng kỳ, đúng không ạ? Mục tiêu của giai đoạn này, một, chúng ta phải có điều ba, đúng không? Hai là phải chuyển được đi ra, được chưa? Đấy, chúng ta chỉ có ở giai đoạn này, chúng ta chỉ có 2 tiêu này, đúng không? Chi phí đi thì nó hết khoảng 150 triệu, khoảng nhá. Đấy, khoảng 150 triệu, trong đó thì có chi phí tại Nhật, và các chi phí khác tại Việt Nam. Đấy, chưa? Thế thì cái công việc phát báo của em như nào? Em có thể vào kênh YouTube của tôi, em có thể xem cái sự chia sẻ của anh Hà đi trên trình báo và mới về để thăm tôi, có thể biết được rõ về công việc, đúng không nhỉ? Và công việc phát báo thì là người ta khoán ấy, chứ người ta cũng không giống như Việt Nam là hai cạnh đâu, hoặc là theo số giờ, người ta khoán bạn hết, đúng không nhỉ? Bạn làm nhanh thì bạn được nghỉ sớm, bạn mà chậm thì bạn sẽ phải làm lâu, đúng không nhỉ? Thế công việc của công việc phát báo, công việc sáng là bạn sẽ là dậy từ 2 giờ. Đấy, bạn sẽ đến tòa soạn để nhận báo. Nhận báo. Sau đó thì đi pha. Chiều là từ 14 giờ đến 17 giờ. Bạn sẽ đến tòa soạn. Cũng có thể là đi pha báo. Hoặc là bạn sẽ chuẩn bị báo. Chuẩn bị. Chưa? Đây là công việc nha. Thời gian nó rất rõ ràng này nha. Được chưa? Thế thì chế độ như nào? Bạn sẽ được một là miễn tiền nhà ở tại Nhật, hay còn gọi là cứu xã, được chưa? Trong toàn bộ cái thời gian mà bạn đi theo chương trình này, bạn vẫn đảm bảo thì đến lúc nào bạn kết thúc chương trình báo thì bạn cũng phải trả tiền nhà ở. Còn nếu bạn vẫn đi làm thì bạn vẫn được nhận tiền nhà ở, được chưa? Hai là tiền học phí. Học phí bạn được miễn phí, đúng không? Bình thường các bạn mất học phí tầm khoảng 62-78 ngàn thì chương trình này người ta sẽ miễn phí cho bạn, đúng không nhỉ? Ba là lương. Bạn sẽ có người mang tiền lương một tháng, đúng không nhỉ? Người ta miễn phí trên thì người ta cũng trả bạn người mang, đúng không? Thế thì từ cái người mang này bạn chỉ chi một tiền ăn,
đúng không? Tiền ăn cộng với sinh hoạt thì mỗi tháng hết tầm khoảng 10 tầm khoảng 4 man hết tầm khoảng 6 đến 8 triệu đúng không? Đấy, 6 đến 8 triệu. Tức là như thế mỗi tháng bạn tiết kiệm có thể là từ 12 đến 12 đến 14 triệu trên một tháng. Như thế là sau 1 năm thì bạn có thể hoàn trả cho gia đình cái chi phí ban đầu. Nhưng mà tôi nói bạn là bạn phải tiết kiệm. Còn nếu như bạn sau như thế mà bạn kiếm được bằng này tiền thì bạn được ăn, bạn được tiêu, mà bạn có đi du lịch đi thì không có tiền gửi về cho bố mẹ đâu. Cho nên cần phải xác định rõ mục tiêu ở cái giai đoạn này là mình kiếm tiền để làm gì và tại sao mình phải kiếm tiền. Nếu mình kiếm tiền để cho bố mẹ trả nợ thì cần phải tiết kiệm. Còn nếu như bố mẹ không bắt được ấy, thì rõ ràng là bạn có thể có những cái sự lựa chọn sẽ sâu sắc hơn, nó thoải mái hơn, đúng không? Có thể đi khám phá đất nước Nhật hơn, được chưa? Thì đây là tôi tư vấn cho bạn về cái giai đoạn 2, đúng nhỉ? Giai đoạn 3, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là giai đoạn chuyển đổi ra. Đối với anh em thì gọi là chuyển đổi visa lao động. Bởi vì em học ngành kinh tế ra thì em chỉ chuyển đổi visa lao động, đúng không ạ? Một là lương. Lương ở giai đoạn này thì nó 20 man, tức là tương đương với 40 triệu trở lên. Hai là làm việc là có thể là 5 năm hoặc là lâu hơn nữa. Ba là có thể bảo lãnh người thân sang Nhật, người thân gồm của vợ, của bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ. Đây là chương trình này mà tôi có thể tư vấn cho bạn. Còn những bạn khác mà xem kênh YouTube của tôi mà không phải tốt nghiệp đại học ra thì bạn ấy có thể chuyển ra đặc định hoặc bạn ấy có thể chuyển đến học sinh môn đối với chương trình này đều được, đúng không? Khi ra đặc định thì bắt đầu từ 1 tháng 4 của năm 2019 chính phủ Nhật Bản bắt đầu thông qua và các bạn ấy có thể đi được, đúng không? Còn đối với bạn những bạn hết cấp ba bạn ấy có thể đi visa đặc biệt hoặc bạn có thể học lên sinh môn. Còn đối với em thì chắc chắn là sẽ chuyển sang visa lao động và đây gọi là visa lao động nhé, không được gọi là visa kỹ sư. Visa kỹ sư chỉ là visa dành cho những người mà học kỹ thuật, còn chúng ta học kinh tế thì chúng ta phải chuyển sang kỹ sư, đúng không? Thì trên đây là tôi tư vấn cho em về chương trình học bổng báo của chuyển đổi visa tại Nhật là như thế, được chưa? Thì và tôi sẽ hướng dẫn cho em về vấn đề hồ sơ cũng như về vấn đề quy trình nộp tiền. Sau đó thì có vấn đề gì cần hỏi nữa thì tôi sẽ trả lời cho em. Thì về hồ sơ của em thì gồm gì? Một là bằng đại học cộng bằng điểm, đúng không? Hai là sổ hộ khẩu, ba là giấy khai sinh, bốn là gọi là thẻ căn cước của em, bố và mẹ, đúng không? Tất cả giấy tờ này chỉ là photo thôi, được chưa? Đấy, chứ không chưa cần công chứng nhá. Bốn loại giấy tờ này chỉ cần photo, đúng không ạ? Bằng điểm cộng với bằng đại học, bởi vì em tốt nghiệp rồi, không cần phải photo bằng các bạn gì cả, bằng các bạn gì cả, đúng không? Số hộ khẩu, giấy khai sinh, thẻ căn cước, đúng không nhỉ? Về tài chính, lần một là ngay khi em sau khi em được tôi tư vấn rồi mà em cảm thấy chương trình này phù hợp thì em có thể đăng ký hợp đồng và tham gia, được chưa nhỉ? Lần một em sẽ, nếu em ở ký túc xá thì chuẩn bị 22.250.000 cộng với 1.5 triệu tiền giáo trình đường phổ, được chưa? Lần hai vào tháng 10 em sẽ chuẩn bị được 12.500.000. Đấy, khi trường bên kia ta phỏng vấn và người ta đã xếp cho em vào trình báo, đúng không? Lần ba là vào tháng 3 và đúng rồi tháng 3 của 2020 thì em sẽ chuẩn bị hết số tiền còn lại. Đến lúc này là tư cách lưu trú có rồi nha, nhưng đi chưa chắc đã đi được 100% đâu. Bởi vì các bạn bắt đầu từ năm 2019 là phỏng vấn ở đại sứ quán là 100%. Nếu như em mà không học được N4 hoặc không cố gắng học nắm chắc kiến thức N5 thì vẫn ở nhà là chuyện bình thường, tức là trượt visa ở đại sứ quán là chuyện bình thường. Đến nộp visa ở đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thì gọi là visa. Còn mặc dù cục bên kia đã cấp siêu nghe em nhập cảnh của Nhật rồi, nhưng vẫn trở
nếu như em qua một phần mới nơi đại chủ quan nữa, cho nên em cần phải xác định rõ những cái rủi ro nó sẽ ra gì, và khi đấy thì mục tiêu của mình nó là cái gì thì mình cần phải tập trung vào mục tiêu đấy. Thì có như thế thì mình mới hoàn thành được cái ước mơ của mình đi nhỉ, được chưa? Thì trên đây là tôi tư vấn cho Hoàng về cái chương trình học bổng báo của chủ tịch Giang này như thế. Thì Hoàng có những câu hỏi gì không? Mà trở thành anh chú ấy, thì những cái lỗi mà do phía bên em, phía lao động thì là có những lỗi gì ạ? Rồi, đấy là tôi vừa chỉ cho em ngay từ đầu đúng không? Một là sau này sẽ cái nơi và xác định công việc và thu nhập của bố em ấy, thì đây là một cái lỗi là sẽ của về phía em chịu trách nhiệm này. Hai là lỗi ở bố mẹ em không trả lời được này. Tức là, và đặc biệt ở đây tôi nhấn mạnh em là ở thời điểm này thì Nhật Bản người ta cũng làm việc bình thường, nhưng Việt Nam đang nghỉ Tết nha, đang nghỉ Tết âm lịch nha, suốt ngày rượu chè nha, nhớ quên quên nha, là chuyện diễn ra chuyện bình thường, đúng không nhỉ? Và như thế thì chúng ta cần phải nhấn mạnh những nơi ở trong xác nhận cho chúng ta hai điểm này ở thời điểm này nha, bởi vì chúng ta đã là Tết cổ truyền rồi, được chưa? Thứ ba là người ta sẽ gọi về, người ta phỏng vấn em bằng tiếng Nhật, đúng không? Rồi người ta sẽ phỏng vấn em về cái nơi em đến học, rồi người ta sẽ phỏng vấn về em lý do em đi chẳng hạn, nhưng mà em không trả lời được, em không trả lời được nó đúng thì em sẽ bị trượt, và trượt vì những lý do này thì em sẽ bị xử lý, đúng không? Còn ngoài ra những lý do khác như lỗi về hồ sơ của bên tôi làm với em chẳng hạn, hoặc là lỗi về trường mình kia chẳng hạn, thì những cái đấy là các em sẽ được nhận lại tài chính, được chưa? Còn ở bản thân em thì lỗi thuộc về bên em có ba lỗi chính là thuộc về ngoài em, được chưa? Cái học phí này thì có thể không phải là 6 tháng, đúng không? Mà học phí này nộp trong cái 22.250.000 này thì nó có học phí học tiếng Nhật 5 triệu, được chưa? Và em sẽ học đến lúc nào xuất cảnh thôi nhé. Còn lại là 3 triệu tiền ký túc xá và 14.250.000 là tiền phí xuất cảnh này nộp của em, được chưa? Đúng rồi, có phí xuất cảnh trong đấy rồi, được chưa? Lao động này là bắt buộc phải có bằng đại học đó. Đúng rồi. Nếu như em muốn chuyển ra lao động tại Nhật thì cái thứ nhất là em phải học đủ cái thời gian quy định tiếng của Nhật. Cái thứ hai nữa là em đạt được trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên. Và cái thứ ba em phải có bằng cao đẳng đại học thì em mới chuyển Nhật. Cho mà nó khác với cái visa kỹ sư nhiều. Nó về quyền lợi chế độ cơ bản giống nhau, đúng nhỉ? Nhưng nó chỉ khác cái loại visa là em không phải là ngành kỹ thuật cho nên nó không gọi là visa kỹ sư được, mà chỉ gọi là visa lao động. Được chưa? Có được bảo lãnh sao? Có được bảo lãnh người thân như tôi nói, vợ, bố mẹ. Nhưng nó khác visa đặc định nhá. Visa đặc định thì không được bảo lãnh. Còn visa này thì em vẫn được bảo lãnh. Được chưa? Nhưng mà visa này sau này có chuyển lên định trú. Cứ quy định của Nhật Bản là sau 8 năm mà hợp pháp tại Nhật thì đều chuyển sang visa định trú. Được chưa? Còn visa đặc định thì chỉ làm việc 5 năm. 5 năm là về. Không chuyển sang làm visa thì khác. Nó có hai loại là visa đặc định, loại 1 và visa đặc định loại 2. Được chưa? Loại 1 này phổ biến nhất, sau 5 năm là phải về. Còn loại 2 nó chỉ có hai nghề, đó là nghề xây dựng và nghề đóng tàu thì được 10 năm, được chưa? Và visa đặc định thì phải thi được cái kỳ thi kỹ năng nghề, cái chứng chỉ kỹ năng nghề của Nhật thì mới được chuyển sang visa đặc định, được chưa? Cái khi mà xin việc làm của visa việc làm này thì là em tự đi xin đúng rồi. Cái việc chuyển đổi visa tôi nói em, hợp đồng của em đi với bên tôi khi nào em chuyển đổi visa, nếu như em đi với mục tiêu chuyển đổi visa nó kết thúc, nó thành công thì mới hợp đồng mới kết thúc. Và chúng tôi có trách nhiệm cho em trong vấn đề về chuyển đổi dài, được chưa? Còn lại là tôi nói em là bản thân trong quá trình mà em học thì tôi cũng sẽ định hướng thêm cho em những cái cách mà em có thể có những cái sự lựa chọn để mà tìm được nhiều công ty chuyển đổi dài hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn và có thể tìm được nhiều công việc của mình tốt hơn bằng kinh nghiệm của tôi. Cho nên mình có nhiều người đăng ký đi đầu tiên học bổng báo này. Học bổng báo thì đăng ký nhiều nhưng chỉ tiêu thì có hạn. Đúng không ạ? Một năm thì có khoảng 40 đến 60 chỉ tiêu thôi, chứ cũng không phải là một năm đến mấy trăm chỉ tiêu, nó giống chương trình du học thường, được chưa? Cho nên là ở đây tuyển học bổng báo thì điểm cũng phải trên 6.0 3 năm, lớp 10, lớp 11, lớp 12 nếu học cái cấp 3. Còn nếu cao đẳng đại học thì điểm cũng phải tương đối cao và ra trường đúng hạn, được chưa? Rồi, Hoàng còn vấn đề đặt câu hỏi không? Nếu có câu hỏi thì các bạn em xin phép câu hỏi em sau. Nhờ. Nếu thế thì em về em bàn với gia đình và có thể đưa ra quyết định.
đồng nhận. Và em cũng nhớ đã tìm hiểu kỹ thông tin. Và tất nhiên là sau này em xuống thì em cũng cần phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ký hợp đồng, đúng không ạ? Để sau này mà tôi với bạn sẽ không phải đi giải quyết phát sinh. Vì tôi nói thật bạn là cũng rất nhiều bạn là sau khi ký hợp đồng xong thì muốn thanh lý thì này là nhờ tôi cái này, nhờ tôi kia. Tôi bảo luôn là hợp đồng các bạn đã ký rồi thì không thể nào mà tôi giúp được các bạn được, bởi vì đây là đơn vị nhà nước, đúng không ạ? Và các bạn ký hợp đồng thì với công ty của nhà trường rồi thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về cái đấy, chứ còn tôi không xin được, chỉ trừ những cái trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng nếu đều nêu hết thì tôi mới xử lý được. Còn này nó ngoài cái đấy ra thì tôi không xử lý được, đúng không? Bởi vì các bạn cũng là học xong đại học cũng 2, 4, 2 năm tuổi rồi, và các bạn cũng cần phải nói rõ bố mẹ về cái trách nhiệm của bạn sau này, được chưa? Này. Rồi tôi chào Hoàng và tôi hy vọng là Hoàng về bàn kỹ gia đình và có thể đưa ra quyết định, được chưa? Rồi tôi chào em.